thực trạng thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều cái khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khối doanh nghiệp SME thì nó không chỉ là khó khăn về vốn, nó còn khó khăn nhiều các cái việc đầu dòng nhiều lắm. Nhưng mà cái bài toán vốn nó đang quyết định cái tỷ lệ ra đi của cộng đồng của doanh nghiệp nhỏ, đã nhỏ rồi và siêu nhỏ, và nó chiếm 49% cái tỷ lệ ra đi. Nhưng nguyên nhân thất bại do cái trường vốn, nó là đại cục của Việt Nam chúng ta, còn được gọi là vốn mỏng. Thế thì đã mỏng rồi lại còn yếu, nó mới là start trong một cái môi trường mà chúng ta lại đang thiếu đi những cái gọi là môi trường để cho dìu dắt cái đứa trẻ nó mới gia nhập thị trường, nó đi và nó vững dần lên. Chúng ta lại đang đi thiếu cái môi trường này, chính vì thế cho nên đó là hiển nhiên là khó khăn. Và cụ thể hơn là việc của họ tiếp cận vốn, thì hiện tại là hệ thống ngân hàng vẫn đang chi phối tổng 70% cung tiền, thì 70% đang nằm ở đó, trong khi các cái điều kiện để có thể tiếp cận được vốn ngân hàng theo các cái quy định của nhà nước hiện hành, luật các tổ chức tín dụng có quy định là phải có 2 năm báo cáo tài chính và đảm bảo rằng là kinh doanh có lãi cộng với phương án kinh doanh khả thi, có khả năng quản trị được doanh nghiệp, thì gần như nó là một cái khoảng cách rất xa để cho những cái cậu bé mới ra đời, kể cả những cái doanh nghiệp ra đời được vài năm rồi nhưng cái thể trạng còn yếu có thể tiếp cận được với vốn ngân hàng. Mặc dù là trong thời gian gần đây tôi thấy rằng một số các ngân hàng tư nhân họ cũng đã tìm cách nào đó để họ có thể chia ra các cái gói tín dụng theo dòng tiền tài trợ hoặc là không tài sản đảm bảo, hay còn gọi là tín chấp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa, nhưng cái số lượng nó là rất ít, nó chỉ đáp ứng được một phần rất rất nhỏ cái nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Và như anh chị cũng biết rằng là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa thì nó đang chiếm đến hơn 500.000 doanh nghiệp, nghĩa là trên 97% trong tổng số doanh nghiệp của Việt Nam, vì vậy nên đó là điều hiển nhiên.